Hello các bạn ha, thì hôm nay mình có nhận được một cái bo LC cửa ngang ha. Thì tình trạng của cái bo này là mở nguồn không lên các bạn ha. Đó, thì mình đã cắt cái khối bên khối nguồn ra rồi ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xử lên khối nguồn. Tại vì cái bo phím nãy mình cũng đã kiểm tra ha. Mình tưởng nó hư dao động nhưng mà mình đã thay dao động rồi, nhưng nó cũng không có chạy được ha. Thì mình xử lý bên khối nguồn. Khi mình đo thì mất nguồn các bạn ha. Mình thấy bình thường nó cũng hơi bó phím mà mình cũng chủ quan. Rồi bây giờ mình sẽ nạy này ra để mình xử lý ha. Rồi mình đã cắt xong các bạn ha, thì giờ mình sẽ nạy lên. Thì cái bo này thì nó sẽ nó có cái bo công suất nằm phía sau luôn các bạn ha. Thì nó có cái đời khác thì nó có thể là bo nằm ở dưới này, hai bo nằm chung một chỗ luôn ha. Thì nó sẽ có cái đời sợi dây cáp mà kết nối từ bo phím sang bo công suất. Thì giờ anh đang bị hư đổ bên phần bo công suất, khối nguồn công suất. Thì bây giờ mình sẽ xử lý khối nguồn này kìa, để mình xem thử nó có chạm ở đâu mà mắc nguồn các bạn ha. Đó. Đây là biến áp các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguồn thử có vô tới cái biến áp chưa các bạn ha. Ở đây là nguồn 280V ha. Để mình đo cho các bạn xem ha. Bo này còn zin các bạn ha. Chưa có dấu sửa chữa gì hết ha. Nguồn có các bạn ha, 280V có ha. Mình đo 250 là mút kim các bạn ha, đó. Thì nguồn đó thì nó sẽ chạy vô cái biến áp nha. Rồi chạy biến áp thì nó sẽ ra bên cái đầu kia nha. Là mình nếu mình đo bên đầu kia ra thì nó sẽ có là cái biến áp nó đã thông các bạn ha. Biến áp thông thì nó sẽ chạy vô con IC nguồn ha. Nó chạy vô IC nguồn thì nhiệm vụ IC nguồn sẽ đóng ngắt điện để cấp vào biến áp. Thì bên thứ cấp mình sẽ có nguồn ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ thay thử con IC các bạn ha. Thì bây giờ cái nguồn này thì nó chỉ có hai thứ thôi, một cái là nguồn, một cái là biến áp. Thì mình sẽ thay thử con IC nguồn. Nếu nó không chạy thì mình tiếp tục xử lý bên phần biến áp các bạn ha. Ở đây là nguồn có nè, nguồn có đủ điều kiện để cho chạy các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ xả điện bỏ các bạn ha. Tại vì cái biến áp mà nó chưa chạy các bạn thì nguồn sẽ tích vô tụ ha. Đó. Thì khi mà biến áp nó chạy rồi á thì mình các bạn rút điện ra thì vài giây sau thì nó sẽ tự động xả các bạn ha. Đó. Rồi mình sẽ cắt ra khu vực này các bạn ha. Rồi sau lúc mình đã cắt mình cũng nạy ra được các bạn ha. Đó. Mình hút EC ra rồi. Thì giờ mình sẽ kiếm một con EC khác mình sẽ lắp vào các bạn ha. Đó. Thì EC thì các bạn có nhìn trên mã đó các bạn ha. Số nào thì mình cứ lắp số đó thôi. Rồi mình đã có một con EC ha. Có những loại bo LG thì nó sẽ chạy cái con nguồn lớn các bạn ha. Con này chạy bằng IC. Dòng LG này thì cũng rất là nhiều đời các bạn ha. Đó. Con IC này thì các bạn không sợ lắp lộn các bạn. Thì nó sẽ có một bên bên 4 chân và bên 3 chân các bạn ha. Mình không nên đã lắp lộn được đâu. Rồi sau lúc thì mình cũng hàn con IC xong các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh nhãn cái. Rồi sau đó mình sẽ đo lại xem thử nguồn có chạy chứ các bạn ha. Con IC này thì mặt hai lớp thì các bạn nên hàn kỹ kỹ xíu các bạn ha, thì nó cũng hơi khó hàn và khó hút lắm đó. Đây mình xà các bạn sẽ chấm có thể là nhiều chì quá có thể bị chạm ha, phải kỹ mới được. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vô mình đo các bạn ha.
Mình sẽ đeo đo cái khối nguồn của nó ra đầu tiên, nhất là cái đường 12V, 15V đó. Mình sẽ đo ha. Nó chạy là nó chạy. Rồi, không chạy các bạn ha. Thì giờ mình sẽ xử lý bên phần biến áp các bạn ha. Rồi, mình sẽ hút cái biến áp ra. Rồi, bây giờ mình sẽ nại cái biến áp này ra để mình hút ra, rồi mình sẽ thay một biến áp khác các bạn ha. Rồi, sau lúc thì mình cũng hút được cái biến áp các bạn ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một cái biến áp khác, mình sẽ đóng lại các bạn ha. Cái biến áp này thì mình đo thì dây chân nó vẫn còn các bạn ha. Nói chung cái cuộn dây thì nó cũng không có đứt, nhưng không biết sao tại sao nó không gọi điện, có thể là bị chạm ở đâu ở trong cái biến áp các bạn ha. Đó. Nè, mình đo lên tất cả cuộn nó đều thông, nó đều có hết, nhưng mà nó không hoạt động ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cục biến áp khác, mình sẽ lắp lại các bạn ha, thử nó có chạy được không ha. Rồi sau lúc thì mình cũng đã kiếm cục biến áp mới, mình lắp lên vào các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ đo thử nó xem có nguồn có chạy chứ các bạn ha. Nãy giờ khách lại sửa đồ lu bu các bạn ha. Rồi có nguồn các bạn, thì mình đang làm cái bo này thì khách đem bo khác lại làm gấp thì mình bỏ ngang lu bu quá. Rồi giờ mình sẽ có nguồn rồi đó, giờ mình sẽ kết nối cái bo phím xem thử nó có chạy chưa các bạn ha. Nguồn thì đã có rồi đó. Rồi bây giờ sẽ mở nguồn lên các bạn ha. Chạy may quá. À, nó cũng chạy được các bạn ha. Đó. Thì này mình chưa có bộ dây thì nó sẽ báo lỗi các bạn ha. Đó. Rồi. Thì cái kết cuối cùng là nó hư biến áp các bạn ha. IC có thể còn á. Tại vì cái IC thì mình chưa thấy dấu nó bị nổ. Nhưng mà cái biến áp thì mình đo nó vẫn còn, nhưng mà chắc có thể nó bị lỗi đâu phần trong thì nó không chạy được ha. Nên các bạn nếu mà có làm những cái bo đời này thì các bạn nên lưu ý ha. Mình phải mua những cái biến áp để sẵn, có gì để mình thay các bạn ha. Thì biến áp này trên thị trường bán rất là rẻ các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối hai cái bo lại với nhau, rồi xong mình sẽ kết nối bộ dây luôn, rồi mình sẽ test xem thử cái động cơ nó bên phần khối công suất nó có chạy được các bạn ha. Mình sẽ thử giặt chắc ha, nếu mà hai chương trình nó ok thì mình tiến hành mình đổ keo lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái bộ dây của nó. Này dắt phao, dắt khóa cửa, rồi motor xả ha. Lồng ngang thì dây nhỏ nó hơi nhiều hơn lồng đứng các bạn. Rồi, kết nối xong thì các bạn chốt khóa cửa lại ha. Mình chốt khóa cửa lại xong rồi mình găm nguồn vô mình sẽ thử. Nhưng những dòng máy này thì nó bị hư nguồn, mà nếu mà nó không có chậm chạp các bạn, nó không chậm chạp thì mình các bạn cứ sửa nguồn là nó sẽ chạy ha. Còn nếu mà nó chậm chạp nó phá thì có thể là một còn những nguyên nhân khác. Còn này nó tự động nó không có nguồn luôn ha, nguồn nó chưa có chạy được. Thì mình cái sửa có nguồn xong là lụm rồi đó các bạn. Này thì mình test chơi thôi ha. Nói chung thì bước nào mình phải test hết. Rồi. Mở máy lên khởi động ha, mình xem cái động cơ nó có quay không các bạn ha. Để mình quay qua cho các bạn xem ha. Rồi, động cơ quay các bạn ha. Rồi bây giờ đảo đồ các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ chuyển cho nó dắt luôn.
rồi dắt được luôn các bạn ha, thì nó quay nhanh lên ha. Nó thì cái bạn hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho anh em là nó bị hư cái phần biến áp đối với những cái dòng LG này các bạn ha, rất là phổ biến. Rồi video mình cái đây là kết thúc các bạn ha.